Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái lô loa toàn giải anh em nha. Lô loa toàn giải của Nhật ha. Đó. Thì cái lô này anh em mình có thể sử dụng để mà làm lời karaoke ha. Hoặc là anh em mình lắp thùng để mà nghe nhạc thì cũng đều được cho anh em nha. Thì ở đây em đang mở cái loa đang hát rồi anh em. Tiếng rất là hay nha. Đây con này thì con loa có mã là EAS ha. 12P83S. Thùng này là 50 cái anh em nha. Hàng này là em mua hàng tồn kho, chưa có sử dụng nha anh em nha. Đó, hàng tồn kho, hàng xịn của Nhật nha. Made in Japan. Đây là cái thùng của hãng người ta bán ra nha. Thì hàng này là hàng thanh lý, em mua thanh lý tồn kho đó anh em nha. Em mua thanh lý tồn kho được ha, tại em có cái nguồn hàng mua thanh lý đó anh em. Đây, anh em mình nghe nhạc trước nha. Tiếng lời, tiếng đạo cụ rất là tốt nha anh em. Những lần hẹn vòng tay buông lời tình yêu chơi vơi nhớ người, chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả tình buồn em ơi lang thang giữa cuộc. Rồi em đổi cho anh em mình nghe thêm một đoạn nhạc nữa nha. Chỉ có con này đang hát thôi nha anh em. Tại đây đang cảm á, hơi căng tiếng một tí, anh em mình thông cảm giùm em nha. Lo này nói chung là giá rất là mềm, anh em mình rất là dễ chơi. Anh em mình mua về để mà nghe nhạc ha. Đó, anh em mình có những cái âm ly nhỏ hoặc là những cái cục vàng mini á, anh em mình mua về ghép nghe nhạc vàng đồng rất là hay. Hoặc là anh em mình có thể làm lo trung nè, lo trung lo lời để mà anh em mình sử dụng trợ cái tiếng lời ha. Trợ cái tiếng lời để mà anh em mình karaoke. Rồi để em đo cái đường kính cho anh em mình xem nha. Đường kính lo này thì là nó kém 12 một tí xíu nha anh em nha. Kém 12 10 phân một tí xíu. Còn chiều xéo em nói là 13 phân rưỡi nha. Chiều xéo là 13 phân rưỡi. Tiếng lời rất là tốt anh em. Tiếng lời rất là tốt nha. Cái dòng này thì cái tiếng bass nó không có nhiều lắm anh em nha. Tiếng bass nó rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt cái tiếng lời và tiếng trép của nó rất là hay. Tiếng lời rất là sáng ha. Và tiếng trép thì nghe cũng rất là ok. Tiếng lời rất là tốt anh em. Nói chung dòng này anh em mình dùng để mà làm lo trung lo lời ha, làm lo center đồ karaoke là tuyệt vời nha anh em nha. Đó, cái này anh em mình ghép vô thùng làm lo trung đồ tuyệt vời lắm. Đây ha, cái mã của nó đây 12cm nha. EAS 12P83SD là cái mã ngoài thùng này anh em nha. Đó, và hàng này là hàng em mua của hàng thanh lý tồn kho anh em. Ví dụ như hãng người ta sản xuất ra cái lô này để mà người ta bán ra thị trường á, thì người ta sẽ dự trù một cái khoản lo nào đó để mà người ta bảo hành hoặc là người ta bảo dưỡng lo cho khách gì đó ha. Thì sau khi mà hết thời gian bảo hành á, mà lo này nó vẫn còn, thì hãng người ta sẽ thanh lý ra ha. Thì cái này em mua được hàng thanh lý tồn kho chính hãng nha anh em nha, chính hãng của Nhật, sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan ha. Và trên cái củ lo cũng sẽ có đóng chữ Japan nha anh em nha, hàng xịn của Nhật nha. Hàng này là hàng chưa dùng nha anh em, hàng chưa dùng nhưng mà là hàng xịn của Nhật nha. Tại vì em có cái nguồn hàng mua thanh lý tồn kho á, cho nên là lâu lâu em mua được lô rất là ngon anh em. Anh em nào mình có nhu cầu á thì mình nhanh tay nha. Anh em mình có nhu cầu thì nhanh tay. Đây, tiếng lời rất là tốt anh em, tiếng rất là hay luôn. Lo thì chưa dùng cho nên là di nguyên bản hết, anh em mình cứ yên tâm nha. Và em bao lo cho anh em mình là đẹp như trên video nè, không có bị lủng rách cấn móp gì nha anh em nha. Tại người ta gói như thế này, hãng người ta gói như thế này thì có là kỹ, không có bị cấn móp lủng rách gì đâu ha, đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Đó, tiếng rất là tuyệt vời, trong tầm giá thì kêu tuyệt vời anh em. Anh em mình về làm lo trung karaoke đi, bao hay cho anh em mình luôn. Hoặc là anh em mình có những công ty công thức nhỏ nhỏ, anh em mình ghép nghe nhạc đồ như vậy cũng rất là ok. Cái này em chưa có bỏ thùng vô thùng nha, anh em mình bỏ vô thùng tiếng nó sẽ hay hơn nhiều nữa. Rồi giá là 500.000 một đôi nha anh em nha, giá là 500.000 một đôi. Nói chung trong tầm giá anh em mình về làm lo trung là rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ anh em mình đi mua một cặp lo trung hàng Trung Quốc thôi cũng là 200-300 rồi. Anh em mình gán thêm xíu nữa chơi cặp này đảm bảo hơn, hay gấp 10 lần lo Trung Quốc nha anh em nha. Đó, 500.000 một cặp ha, anh em mình mua hai cặp em bao ship luôn. Anh em mình mua hai cặp đổ lên em bao ship luôn nha, 500.000 một cặp nha anh em. Tiếng bao hay trong tầm giá cho anh em mình. Đặc biệt là anh em mình làm lo trung lo lời karaoke là tuyệt vời. Làm lo trung lo lời karaoke nghe nhạc cũng đều được cho anh em nha.
Đó, lo của Nhật, sản xuất tại Nhật nha, 12cm 8 ohm. Ok, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình đã coi nhiều, đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.